Trước phiên giao dịch ngày 17 tháng 3, giá xanh đã quay trở lại trên bảng giá của 31 mặt hàng nguyên liệu đang giao dịch tại MEXV. Từ đó, thì hỗ trợ cho chỉ số hàng hóa MEXV Index tăng hơn 3,4%, lên mức 2.910 điểm, kết thúc chuỗi giảm 6 phiên liên tiếp của chỉ số này. Phân tích chi tiết xin mời biên tập viên Hoàng Nam. Xin mời anh. Vâng, xin chào chị Thu Hương, anh Hữu Trí và quý vị khán giả. Tâm điểm của giới đầu tư hàng hóa lại hướng về dòng năng lượng. À, kết phiên hôm qua thì cả hai mặt hàng dầu thô đồng loạt tăng hơn 8% và vừa xa mốc 100 đô la Mỹ một thùng. Dầu WTI trên sở NYMEX tăng lên gần 103 đô la Mỹ cho một thùng, còn dầu Brent trên sở ICE thì đã đạt mức gần 107 đô la Mỹ cho một thùng. Dù cả hai mặt hàng dầu thô đã lấy lại mốc 100 đô la Mỹ nhưng vẫn thấp hơn khoảng 20% so với mức đỉnh lập được vào tuần trước. Theo giới chuyên gia, đà tăng của dầu thô sẽ rất mạnh khi mà bài toán về nguồn cung vẫn chưa có lời giải. Mới đây, cơ quan năng lượng quốc tế IEA đã cảnh báo thị trường năng lượng có thể đối mặt với cuộc khủng hoảng nguồn cung lớn nhất trong nhiều thập kỷ, bởi xuất khẩu từ Nga sẽ bị sụt giảm khoảng 2,5 triệu thùng dầu mỗi ngày và mức giảm này là lớn hơn rất nhiều so với mức cắt giảm nhu cầu tiêu thụ chỉ có 1 triệu thùng một ngày trên toàn thế giới. Ngân hàng Morgan Stanley dự báo sản lượng dầu thô của Nga sẽ giảm khoảng 1 triệu thùng một ngày ngay trong tháng 4 tới đây, trong khi mức giảm tiêu thụ toàn cầu chỉ ở mức 600.000 thùng. Điều này có thể sẽ đẩy giá dầu tăng trở lại mức 120 đô la Mỹ một thùng trong quý 3 năm nay. Và để biết thêm các phân tích về thị trường dầu thô, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Phạm Hải Đăng, là Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần giao dịch hàng hóa quốc tế MXL, thành viên kinh doanh của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam. Từ những diễn biến thất thường của giá dầu trong thời gian gần đây, có thể thấy thị trường đang rất nhạy cảm trước các thông tin về cung cầu. Việc bù đắp sự thiếu hụt vượt cung từ Nga vẫn chỉ là trên lý thuyết, khó có thể thực hiện trong vài tháng tới. Trong khi Mỹ liên tục có các động thái hạ nhiệt giá dầu, thì nhóm OPEC vẫn chưa đưa ra được biện pháp nào thực sự quyết liệt. Bởi OPEC là một trong số ít các quốc gia được hưởng lợi khi giá dầu tăng cao. Theo tôi, đây là giai đoạn giá dầu sẽ đi ngang với khoảng rộng, có thể sẽ ở trong khoảng 90 đến 120 đô la một thùng trong vài tuần tới. Cùng diễn biến phức tạp như dầu thô, giá khí tự nhiên cũng tăng hơn 5% lên gần 5 đô la Mỹ trên mỗi triệu đơn vị Nhật Anh. Và so với hồi đầu năm thì giá khí tự nhiên hiện đã tăng hơn 40% do lo ngại nguồn cung khí đốt từ Nga sang châu Âu sẽ bị gián đoạn. Xin trở lại với anh Hữu Chí chị Thua với những thông tin cập nhật khác. Vâng, cảm ơn Hoàng Đan.